bạn mừng tay mơ ni chẳng hề một lại bố mẹ tưng tê cho bóng phai nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại chương chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kinh trang dô bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tạm trong khai lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thầu nó ông nơ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tàn trăng trong phùa mía mơ phai nâng khâu phù dệt phác dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kinh trang dô bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tạm trong khai lu bên lu bờ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thầu nó ông nơ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tàn trăng trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần toàn nà bóng mẹ mưa ni bên phùa bên âu nọng nơ hắc âu cằn nơ bên phùa mía sốt chua phai nâng khâu phù dệt phác dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kinh trang dô bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tạm trong khai lu bên lu bờ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thầu nó ông nơ
Bắc Minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi là Tuấn Minh và người bạn đồng hành của tôi là Kim Dung. Hai anh em rất là hân hạnh khi được đồng hành của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên với Tuấn Minh và Kim Dung xin gửi tới toàn thể quý vị và khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng năm mới nhé. Kính thưa quý vị thân mến, phải nói rằng cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay thoáng nhìn ai cũng biết ngay chẳng nhầm. Cô dâu thì áo đỏ má hồng, bên ngoài e thẹn nhưng trong lòng sớm vui. Chú rể thì trông thật là tươi, quần đen áo trắng mặt cười như hoa. Bà con cô bác già trẻ về đây là để chúc mừng cho bạn từ đây một nhà. Kính thưa quý vị và những người trên lễ đài tình yêu lúc này đây là cô dâu xinh đẹp thanh thúy và chú rể tài ba Phát Quy. Và đây là một cặp đôi trai tài gái sắc. Và để tỏ lòng thành cảm ơn đến quý vị, cô dâu chú rể hai bạn sẽ cúi đầu thật sâu để kính chào các toàn thể quan viên thế nào, xin mời. Những chào của đây của quý vị đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, dân vợ và chồng là trách nhiệm, là bổn phận cũng như là niềm vui, niềm vinh dự của những người làm cha làm mẹ. Và trong sự trọng đại này không thể thiếu được sự hiện diện của những người làm mẹ làm cha. Về phía gia đình nhà gái có ông Lường Văn Quynh và bà Lường Thị Hinh là tân tinh hộ mẫu của cô dâu Thanh Thúy sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà trai có ông Hoàng Văn Tiến và bà Lò Thị Song là thân tinh hộ mẫu của chú rể Văn Quy cũng sẽ di chuyển lên sân khấu và đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Xin trân trọng kính mời. Trên sân khấu tình yêu rồi, một lần nữa cho ban tổ chức chương trình đồng nhiều chồng chào đón toàn thể quý quan khách đã cùng hội tụ đông đủ đây để cùng tham dự sự kiện hạnh phúc của đôi vợ trẻ Thanh Thúy và Văn Quy. Trong quá trình tiếp đón cũng như tổ chức chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, mong rằng quý khách thông cảm cho ban tổ chức cùng với gia đình hai bên ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như vậy là những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa để thay cho tấm chân tình gửi tới toàn thể quý vị, xin mời cô dâu chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ cúi đầu một cái thật sâu để thay cho lời chào, lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Những chào và lòng nhiệt từ quý vị đó ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và đúng thật vậy, hữu duyên thân lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, yêu nhau nên nhớ vợ chồng, đò đời bạn thì đò phải sang sông. Em đến duyên thì em phải lấy chồng, trải qua những năm tháng tìm hiểu, quen biết và yêu nhau thì hai bạn Thanh Thúy và Văn Quy đã quyết định đi đến hôn nhân và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Và tình yêu của hai bạn Thanh Thúy Văn Quy đến ngày hôm nay đây đã đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ và đủ cả chữ nợ lẫn chữ duyên. Và đó cũng chính là lý do quan trọng nhất của buổi tiệc mừng trang trọng như ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay được xem là ngày thật đẹp tháng thật lành. Ngày 16 tháng 11 năm 2023, tức ngày 4 tháng 10 năm Quý Mão, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng minh của hai bên gia đình, sự nhất trí của đôi con trẻ. Và đặc biệt, còn có sự hiện diện chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố lễ phục
nên duyên vợ chồng. Và đúng thật vậy, từ nay hai bạn chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung giường, chung chăn, chung lên một cảnh tiệc hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh toàn, đẹp lòng mẹ cha. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời cô đồng quý hai bạn sẽ cùng di chuyển về phía pháp lịch tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu sâm banh. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, chú rể đã rất là khéo léo để bật chai sâm banh đầu tiên ạ. Và hết sức tuyệt vời, quý vị hãy dành cho chú rể một tràng vỗ tay thật lớn nha. Tay trong tay, vai về vai, hai chân tiếp nước hòa chung cùng một nhịp đập và rót tràn khắp ly rượu. Màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim. Những giọt rượu chảy cũng cho mình biết rằng cung bậc cảm xúc tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Và đúng thật là anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lớn, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Và anh sẽ là lối nhỏ để đưa em bước vào đời. Xin mời hai em sẽ rót vào những chiếc ly đã được trên bàn đi ạ. Con chú rể sẽ mời bố mẹ vợ. Chữ chung thì để cần cha, chữ hiếu cần mẹ, đôi ta chữ tình. Sau đây những ly rượu hiếu thảo xin được dâng lên đấng sinh thành. Trân trọng kính mời các bà sẽ nhận là tình cảm của hai con mình. Và xin mời đại gia đình chúng ta tiếp tục quay tròn và chạm ly nhau. Chạm ly nhau và chúng ta tiếp cùng hướng ly về thế giới để mời rượu các tập thể quan niên. Kính thưa quý vị thân mến, tất cả mọi người chúng ta cùng hội tụ đông đủ về đây với chung một lý do là để chúc phúc cho đời lứa được trăm năm hạnh phúc, chúc trai họ được mặn mà tình duyên. Và chắc chắn rồi, câu nói trăm năm tình đến mặn bắt đầu nghĩa phụ tình. Chúng ta sẽ dạy cho các bạn trẻ thanh thúy văn minh bằng những tiếng do thật to để không ạ. Quý vị ơi, xin tất cả quý vị cùng nâng ly của mình lên đi ạ. Chúng ta sẽ cùng đồng thanh với Tuấn Minh và Kim Dung bằng những tiếng do thật to nha quý vị ơi. Xin mời gia đình chúng ta sẽ cùng